Tình duyên của top 3 Việt Nam Idol 2010, người hai mặt con vẫn chưa cưới, người ba mối tình vẫn thất bại. Cuộc sống hiện tại của top 3 Việt Nam Idol 2010 tính cho đến thời điểm hiện tại, dường như không ai giống ai, người thành công nổi tiếng, người lặng lẽ lận đận. Uyên Linh nổi lên như một hiện tượng của làng nhạc Việt thời bấy giờ, nhờ thành công của những ca khúc Cảm ơn tình yêu, Chỉ là giấc mơ, Uyên Linh đã giành ngôi vị quán quân Việt Nam Idol 2010 đầy thuyết phục. Thậm chí sau khi gây bão với những bản hit được trình diễn trong cuộc thi, báo chí đã không ngần ngại ca ngợi Uyên Linh là diva thứ 5 của showbiz Việt. Sau Việt Nam Idol, Uyên Linh vẫn đều đặn cho ra mắt những ca khúc chất lượng, có tính chuyên môn như Người hát tình ca, Buồn, Mượn. Đặc biệt sau thành công của ca khúc Đình đám chờ người nơi ấy, nhạc phim Mỹ Nhân Kế, Uyên Linh đã khẳng định được vị trí của mình trong V-pop. Hiện tại Uyên Linh đang sống cùng với em gái, nhưng Uyên Linh có nói với em, một thời gian nữa khi mọi thứ ổn định em hãy ra ngoài sống riêng. Dù đã ngoài 30 tuổi, nhưng cô vẫn sống thoải mái một mình, sống vui theo lập trường riêng. Cô cũng từng nói từng bị đè bởi các định kiến của xã hội. Cô chia sẻ, ví dụ tuổi này phải lấy chồng, phải sinh con, phải mua được nhà, được xe, lên được chức này, chức nọ thì mới được gọi là sống hạnh phúc. Bạn bè Linh nhiều cô giờ vẫn sống độc thân và vui vẻ có sao đâu. Nhìn rộng ra, Linh thấy không chỉ có phụ nữ mà giới tính nào cũng vậy thôi. Nếu như tìm được một người thật sự phù hợp thì cùng nhau khiến cho nhau hạnh phúc thêm. Còn không thì nên dũng cảm độc thân chứ không ngã ngang vào vòng tay ai đó. Chắc gì có chồng rồi đã vui, người yêu có thì tốt. Mất đi thì buồn thật đấy, nhưng buồn hay vui thì cũng không tồn tại mãi mãi. Uyên Linh và Dũng Đà Lạt bị đồn cặp kè nhau từ lâu, nhưng cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ định về mối quan hệ của họ. Dũng Đà Lạt luôn là người đệm đàn trong các show diễn quan trọng của Uyên Linh. Nói về Dũng Đà Lạt, Uyên Linh chia sẻ, tôi đưa anh Dũng Đà Lạt lên sân khấu không phải vì anh là người yêu của tôi, mà vì với tôi anh Dũng là người chơi guitar hay nhất ở Việt Nam bây giờ. Dũng Đà Lạt cũng nói, anh không hối hận vì đã gặp Uyên Linh, nhạc sĩ xem thần tượng âm nhạc 2010 như người đàn ông của đời mình. Nữ ca sĩ từng tiết lộ bạn trai hiện tại của cô không đẹp trai hay giàu có, anh hơn cô mười mấy tuổi, cả hai gắn bó đã hơn 3 năm. Theo Uyên Linh, bạn trai cô từng trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống, nhưng luôn cho cô cảm giác được là chính mình, anh là chỗ dựa tin cậy của cô, giúp đỡ cô rất nhiều trong công việc. Văn Mai Hương, về nhì tại Việt Nam Idol 2010, có thể nói Văn Mai Hương là á quân thành công nhất từ trước tới nay của chương trình Thần tượng âm nhạc. Sau chương trình, Văn Mai Hương gây sốt với hit Đình đám Nếu như anh đến và được đánh giá như một giọng ca trẻ đầy triển vọng của làng nhạc Việt. Những ca khúc sau đó của nữ ca sĩ như Ngày chung đôi, Chuyện tình nhà thơ, Tim cũng nhận được nhiều phản ứng tích cực từ khán giả. Chuyện tình 3 năm của Văn Mai Hương và Lê Hiếu cũng khiến cô thu hút được sự quan tâm chú ý từ công chúng. Sau hơn 5 năm hoạt động nghệ thuật, Văn Mai Hương đã dần trưởng thành hơn trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Trước đó, Văn Mai Hương từng công khai hẹn hò Lê Hiếu trong 3 năm. Họ thường xuyên xuất hiện và có nhiều hành động tình cảm. Cặp đôi còn thực hiện MV Mùa chung đôi vào dịp Valentine 2012. Sau mối tình kéo dài 3 năm với nam ca sĩ Lê Hiếu, Văn Mai Hương trở nên kín tiếng hơn trong chuyện đời tư. Năm 2016, cô chia sẻ những hình ảnh tình cảm bên bạn trai mới, nhưng không tiết lộ danh tính của người yêu. Chia sẻ trong bài phỏng vấn sau đó, vào giữa năm 2017, giám khảo Việt Nam Idol Kids cho biết việc để quá nhiều người biết về chuyện tình cảm là sai lầm, do đó cô không muốn một lần nữa bước vào vết xe đổ của cuộc tình trước đây. Bạn trai của Văn Mai Hương sinh năm 1994 và là thanh tra xây dựng, cả hai quen nhau ở Australia. Tuy nhiên thời điểm đó nữ ca sĩ lại đang yêu người khác. Sau khi tốt nghiệp và trở về nước, bạn trai đã chủ động liên lạc với Văn Mai Hương. Hình ảnh hiếm hoi chụp khi bạn trai tham gia sự kiện cùng Văn Mai Hương. Trong thời gian yêu nhau, cả hai nhiều lần về ra Bắc bố mẹ. Thậm chí khi được hỏi về kế hoạch kết hôn, nữ ca sĩ còn ấp mở, biết đâu năm sau tôi cưới. Sau một năm kín tiếng trong chuyện đời tư và không công khai danh tính bạn trai, Văn Mai Hương tuyên bố chia tay. Lý do khiến cả hai đường ai nấy đi là bất đồng quan điểm sống. Đặc biệt, bạn trai không thích công việc trong ngành giải trí của Văn Mai Hương. Lều Phương Anh, năm 2010, Lều Phương Anh trở thành hiện tượng được đông đảo khán giả yêu mến khi thử sức tại cuộc thi Việt Nam Idol mùa 3. Không chỉ sở hữu giọng hát mượt mà tình cảm, ngoại hình xinh như hoa hậu của Lều Phương Anh cũng là điểm thu hút sự chú ý của đám đông.
Giọng ca trưởng thành từ Việt Nam Idol 2010 đang rất hạnh phúc khi có ông xã tâm lý ở bên cạnh thương yêu và chăm sóc. Tuy nhiên, ngoài sự năng động trong công việc, top 3 Việt Nam Idol 2010 lại là người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Đến năm 2015, thông tin Lều Phương Anh đang mang thai đứa con đầu lòng gây xôn xao dư luận. Thời điểm đó, giọng ca yêu không lối thoát tiết lộ mình có con với bạn trai doanh nhân người Hà Nội, là một người không liên quan gì đến showbiz, lớn hơn cô một con giáp và cả hai chưa muốn công khai mối quan hệ ra trước đám đông. Được biết, Lều Phương Anh và ông xã gặp nhau qua sự giới thiệu của người mẫu Vũ Hoàng Điệp. Cả hai yêu nhau vài năm và nghĩ đến chuyện kết hôn, thế nhưng chưa kịp làm đám cưới thì ca sĩ đã có em bé. Trước đó, cả hai gia đình tổ chức đi Phú Quốc làm một bữa tiệc nhỏ. Khi tìm được địa điểm ưng ý, lịch cưới lại không theo đúng ngày lành mà gia đình hai bên chọn. Vì thế, cả hai vợ chồng cô quyết định sinh con xong rồi mới làm đám cưới. Bạn trai của Lều Phương Anh là một doanh nhân ở Hà Nội. Anh từng ly hôn và có một con trai đang du học ở nước ngoài. Tuy nhiên, cô tâm sự điều này không làm cản trở tình yêu và hạnh phúc của cả hai người. Gia đình Lều Phương Anh ban đầu có chút ái ngại về con rể tương lai, nhưng nhìn thấy con gái hạnh phúc, họ hoàn toàn ủng hộ. Cặp đôi chưa tổ chức đám cưới nhưng nữ ca sĩ quan niệm rằng đám cưới cũng chỉ là hình thức, quan trọng nhất là cả hai sống với nhau có hạnh phúc hay không. Giang Soái Ca từng một thời là người trong mộng của Văn Mai Hương. Không hẹn mà gặp, những người từng gắn bó yêu đương với Văn Mai Hương đều thuộc hàng mỹ nam. Mối tình đầu khó quên với nam ca sĩ Lê Hiếu. Ngay sau khi trở thành Á quân Việt Nam Idol 2010 ở độ tuổi 16, Văn Mai Hương bén duyên với hoàng tử tình ca Lê Hiếu. Trong khi nàng còn là thiếu nữ thanh xuân, thì chàng lại nổi danh là một trong những mỹ nam đào hoa nhất showbiz Việt. Mặc dù chênh lệch tới 11 tuổi, nhưng Văn Mai Hương Lê Hiếu vẫn được xem là cặp đôi đẹp của làng nhạc Việt. Xuất hiện trước công chúng, cặp đôi không ngại sánh đôi tình tứ và dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào. Để kỷ niệm tình yêu, nam ca sĩ còn góp mặt trong MV Ngày Chung Đôi của bạn gái. Tuy nhiên, mối tình này chỉ kéo dài được 3 năm, họ chính thức công khai chia tay ngay trước ngày lễ Valentine 2014. Tâm sự về mối tình đã qua, Văn Mai Hương cho biết cô và người cũ còn quá trẻ để tính chuyện tương lai, mỗi người đều lo sự nghiệp riêng dẫn đến dần xa cách nhau. Văn Mai Hương và mối quan hệ đáng ngờ với Sơn Tùng MTP. Đôi ngại chia ly với Lê Hiếu, Văn Mai Hương vướng tin đồn yêu Sơn Tùng MTP, một nam ca sĩ trẻ đang nổi lên đình đám ở thời điểm đó. Cơ sở của nghi án này bắt nguồn từ việc cả hai thường xuyên chụp ảnh chung và có các biểu hiện thân mật. Trước nghi án tình cảm, Sơn Tùng nhấn mạnh chỉ xem Văn Mai Hương như một cô bạn đồng nghiệp và hoạt động chung công ty. Tuy nhiên, giọng ca họ Văn vẫn khiến fan của chàng soái ca Thái Bình hoang mang khi lấp lửng có thể tiến tới mối quan hệ yêu đương trong một tương lai gần. Cuộc tình bí ẩn giữa Văn Mai Hương và rocker Nguyễn. Sau Sơn Tùng MTP, Văn Mai Hương tiếp tục cho thấy cô có duyên với trai đẹp khi bén duyên cùng rocker Nguyễn. Cả hai liên tục đăng tải những hình ảnh ám chỉ tình cảm dành cho đối phương lên mạng xã hội và điều này không thể qua mắt được người hâm mộ. Rocker Nguyễn còn làm đạo diễn cho MV của Văn Mai Hương. Tuy nhiên, mối quan hệ của hai ngôi sao không được kéo dài lâu, họ chia tay trong lặng lẽ và sau này khi giáp mặt tại một sự kiện giải trí, cả hai được cho là lơ đẹp nhau. Cuộc tình sớm nở tối tàn của Văn Mai Hương và Thanh Tra Xây Dựng. Mới đây nhất, Văn Mai Hương bất ngờ viết tâm thư xác nhận chia tay bạn trai làm Thanh Tra Xây Dựng đã được 3 tháng. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng, trong khoảng thời gian hẹn hò được hơn 1 năm, cô đã tạm dừng rất nhiều dự án âm nhạc, solo diễn nước ngoài để ở bên bạn trai, những tưởng duyên tình được lâu, họ lại sớm đường ai nấy đi do sự khác biệt về suy nghĩ. Đặc biệt, bạn trai không thích công việc làm ngành giải trí của Văn Mai Hương. Tuy nhiên, cộng đồng mạng vẫn tìm ra được chân dung của chàng trai này. Giống như những người đàn ông trước đó, người yêu gần nhất của Văn Mai Hương cũng sở hữu gương mặt rất điển trai. Thanh Thảo, Quang Hà và loạt sau việc sốc khi biết nam ca sĩ đình đám này đã qua đời từ năm 2016 mà không ai hay. Thanh Thảo còn tự trách bản thân mình vì đây chính là người hâm mộ và cũng chính là học trò của cô. Mới đây, trên Facebook của nhạc sĩ Phúc Tường, bất ngờ thông báo ca sĩ phi giới tính nổi tiếng một thời Hải Nguyên đã qua đời. Cụ thể trên trang cá nhân, Phúc Tường cho biết, có một đứa em là ca sĩ, cũng gần một năm không thấy em ấy gọi điện hay nhắn tin và thấy tương tác trên Facebook. Hôm nay đang ngồi ăn sáng chợt nhớ ra, vào xem Facebook em ấy thế nào, ai ngờ em ấy đã mất được một năm vì lý do bệnh mà không một ai biết.
cầm điện thoại lên nhắn cho vài người hỏi xem có thật không, thì đúng là thật, đúng là số phận. Phúc Trường thông báo thông tin Hải Nguyên đã qua đời từ năm 2016. Sau khi đọc được những dòng chia sẻ này, nhiều sao Việt tỏ ra vô cùng bàng hoàng, trong đó có nam ca sĩ Quang Hà và Thanh Thảo. Đặc biệt Hải Nguyên còn là học trò của Thanh Thảo và là fan lâu năm. Trước kia rất hay hỏi thăm Thanh Thảo, nhưng một thời gian dài không thấy nữa, chính Thanh Thảo cũng tự trách bản thân mình vô tâm khi không hề biết chuyện này. Nên khi vừa hay tin học trò qua đời, cô đã sốc vô cùng. Nơi thờ cúng Hải Nguyên được một người thân cận chia sẻ lên mạng xã hội. Quang Hà cho biết lâu không thấy Hải Nguyên nhắn tin hỏi han, không ngờ sự việc lại như vậy. Hải Nguyên còn là học trò của Thanh Thảo. Nữ ca sĩ tự trách mình vô tâm vì không hay biết Hải Nguyên qua đời từ năm ngoái. Hải Nguyên tên thật là Trần Cảnh Khôi, anh sinh năm 1989 và từng theo học tại trung tâm thanh nhạc Music Box của ca sĩ Thanh Thảo. Từ giai đoạn năm 2003 đến 2008, Hải Nguyên tham gia nhiều cuộc thi ca hát và đạt thành tích cao. Đặc biệt, anh đã qua đời vào ngày 19 tháng 8, 2016 âm lịch. Nhiều người bàng hoàng và tiếc nuối cho một tài năng ra đi khi tuổi còn quá trẻ.